Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp mà kiểm tra độ pH của đất khi mà mình trồng cây nha đam, để cho cây nha đam của mình được phát triển một cách tốt nhất và khỏe nhất nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là cái vườn nha đam của mình đã được vô chậu hơn một tháng rồi nha. Bây giờ các bạn thấy những cái lá của nó bắt đầu nó mọc là hết rồi. Thì cái phần đất của mình trộn và nó tương đối là thích nghi và phù hợp với cây nha đam mới trồng, cho nên là nó phát triển cũng khá nhanh nha các bạn. Mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem. Những cái cây này thì khi mà mình đem về mình trồng thì nó đã lớn rồi nha, cho nên là giờ mình chỉ trồng lại thì bây giờ nó đã phát triển tốt lại rồi. Các bạn coi nha, để thấy được cái sự hiệu quả của cái việc mình trồng đã đạt được thành công nha các bạn. Đây là hai cái chậu mà mình đã chọn ra để mà lấy cái mẫu đất kiểm tra ở cái độ pH nha. Thì khi mà các bạn lấy thì mình không có lấy cái lớp đất bề mặt của nó. Nếu mà các bạn trồng trong chậu thì mình lấy khoảng chừng trong cái khoảng là từ 5 đến 10 cm là cái độ sâu của nó, thì mình lấy cái lớp đất đó ha. Còn nếu các bạn trồng ở ngoài đất thì cái khoảng đất độ sâu mà các bạn lấy là khoảng từ 10 đến 15 hoặc là 20 nha, là cái độ pH của nó ổn định thì các bạn đo mới có thể cho một cái kết quả chính xác hơn. Do cái phần rễ của cây nha đam nó mọc khá nhiều, mình mà đào sâu hơn nữa thì cái phần rễ của nó sẽ bị đứt ra nha. Hai chậu thì các bạn đều lấy hai mẫu đất ở hai cái phần khác nhau để mà mình cho được cái kết quả trung bình nó tốt nhất nha. Cái lớp đất ở bên trên bề mặt thì nó không có độ pH ổn định, cho nên là mình không có chọn cái phần bề mặt của nó. Đây là những cái vật dụng mà cần chuẩn bị nha. Thì các bạn thấy cái phần nước trong cái ly á, đó chính là cái phần nước cất. Thì cái phần cuối video mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà làm cái nước cất này, để mà khi mà mình xác định được cái độ pH nó chính xác hơn. Tại vì cái nước ở bên ngoài thì nó khá là nhiều cái tạp chất, cho nên là khó mà xác định được độ pH chính xác hơn ha. Còn đây là cái giấy quỳ tím, thì các bạn có thể tìm mua ở các cái cửa hàng hay là nhà sách ha. Ở trên cái hộp quỳ tím này thì nó có từ 1 đến 14, đó là cái thang chỉ thị màu nha. Còn ở đây là hai cái mẫu đất mà lúc nãy mình lấy từ hai cái chậu. Do cái phần đất của mình nó khô thì các bạn không thể dùng quỳ tím của mình để mà đo trực tiếp, cho nên là mình sẽ cho thêm nước vào để mà hòa tan cái lượng đất ở trong đây nha, để mà mình đo cho nó chính xác hơn. Các bạn cứ đổ cái phần nước cất này vô vừa đủ cho cái quỳ tím của mình nó thấm là được nha.
không cần đổ quá nhiều, chủ yếu là để cho cái phần đất của mình được ẩm ướt thôi. Sau khi mà các bạn khuấy đều như vậy rồi, và mình bắt đầu để cho cái hai cái cốc này nó lắng xuống, nó lắng cái phần đất và cái phần cặn nó xuống, mình chỉ đo cái lớp nước ở bên trên là được nha. Sau khoảng 10 phút đó thì cái phần đất nó cũng đã lắng xuống rồi, thì các bạn có thể dùng quỳ tím để đo nha. Thì các bạn lấy một xé một miếng giấy quỳ, sau đó mình chỉ cần cho cái phần giấy quỳ nó thấm ướt ha. Sau khi mà các bạn cho nó thấm ướt, sau đó mình sẽ để cho nó hơi khô thì mình có thể so màu, thì lúc đó là cái màu nó tương đối ổn định rồi, nó không có sự thay đổi nữa, thì lúc đó là mình so màu là cho kết quả chính xác rồi nha. Bên dưới thì nếu các bạn kỹ hơn thì có thể sử dụng cái lớp giấy trắng để mà mình dễ xác định được cái màu mà nó hiển thị lên giấy quỳ của mình. Sau khi các bạn đã tiến hành xong hết thì đợi cho cái quỳ giấy quỳ của mình nó khô lại một chút ha. Sau đó mình sẽ đem so sánh với cái than màu. Bây giờ thì mình sẽ so sánh coi cái độ pH của mình là nằm ở khoảng nào nha. Thì cái màu này chỉ thị cho mình thấy được là nằm ở khoảng 7 hoặc là 7.5 nha các bạn. Đối với một cái kết quả như thế này thì cái độ pH nằm ở cái khoảng là trung tính, hơi kiềm nha các bạn. Cái phần đất của mình là phù hợp để trồng cây nha đam nha. Có những điểm ở đây các bạn khi mà trồng cây nha đam cần lưu ý. Nếu như để đất của các bạn có độ axit quá cao thì lá nha đam của mình rất dễ bị cháy khô và dư chất dinh dưỡng nha các bạn. Còn nếu các bạn để cần đất mà quá chua thì phần đất của mình nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng và cây nó sẽ không phát triển được tốt nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái test về cái nước chanh. Thì trong nước chanh nó có độ axit rất cao. Mình sẽ làm thử để cho các bạn thấy được cái chỉ thị màu. Nếu mà đất ở có tính axit thì nó sẽ có màu như thế nào. Và đây là cái màu mà các bạn thấy không? Khi mà ví dụ như là đất của mình đó, nó có cái tính axit cao thì nó sẽ cho cái màu hồng đỏ như thế này. Thì các bạn cũng đem so sánh với cái vạch màu ha. Ở đây thì mình chỉ làm ở trên cái nước chanh để các bạn thấy được cái sự hiển thị màu. Cái hiển thị cho mình thấy được đây là có tính axit nha. Và đây là cái cách mà mình lấy cái nước cất để mình đo độ pH nha. Thì lúc đầu mình có nói các bạn là phút cuối video mình sẽ cho các bạn thấy cái cách mình lấy cái nước cất như thế nào. Thì các bạn thấy không, trong cái nồi này thì mình đang đun cái nước nha. Và mình lấy cái phần nước nó bốc hơi lên mà đọng ở trên cái nắp nè. Thì các bạn lấy cái phần nước đó để làm nước cất nha. Thì như vậy thì mình sẽ có được cái kết quả khi mà mình đo độ pH của đất nó sẽ chính xác hơn. Chỉ kiểm tra hai mẫu đất cho nên mình lấy bao nhiêu đây là đủ rồi nha các bạn.
video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình để những lần sau mình sẽ có cái cơ hội mà chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật cũng như là cái phương pháp mà trồng nha đam được hiệu quả hơn. Xin chào các bạn.